Xin gửi lời chào bình yên, cầu chúc mọi điều may mắn và tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bộ sưu tập truyện trinh thám Z 28 của tác giả Người Thứ Tám. Nữ thần ám sát chương 8. Vần Bình thở dài. Chàng bước tới lữ quán Continental. Đã từ lâu, Văn Bình có một căn phòng trống trong tòa nhà phụ thuộc khách sạn Continental, xế hành lang Eden. Trong thành phố Sài Gòn, ông Hoàng đã thuê sẵn hàng chục căn phòng ở rải rác tại mọi lữ quán và building. Riêng căn phòng này do chàng bỏ tiền túi ra mướn để làm tổ chim kín đáo và đặc biệt là làm hộp thư cá nhân. Văn Bình quen biết rất nhiều bạn bè trên thế giới, quen vì lý do nghề nghiệp đã đành, quen vì lý do tình cảm lại càng nhiều hơn, và nhiều nhất dĩ nhiên là đàn bà đẹp. Chàng không thể dùng địa chỉ của sở vì ông Hoàng không cho phép, cho dù công ty điện tử chỉ là tấm bình phong lương thiện. Nguyên Hương biết chàng có hộp thư lưu trữ tại Sài Gòn, không phải là một mà hai hộp thư khác nhau. Nàng chỉ việc nhấc điện thoại lên là một bàn tay bí mật và mẫn cán, tức tốc mang hết thư từ của Văn Bình về một địa điểm kín đáo, dùng hơi nước nóng bóc ra, hoặc đọc xuyên qua phong bì bằng kỹ thuật và dụng cụ điện tử tân tiến nhất. Trong quá khứ, Nguyên Hương đã từng đọc trộm thư chàng nhiều lần. Giờ đây, nàng còn đọc trộm nhiều hơn trước vì chàng đã dính chùm với Quỳnh Loan. Về thư từ tình yêu vụn vặt thì nàng không lo ngại. Nguyên Hương chẳng lạ gì Văn Bình là kẻ đa tình số 1 ở Việt Nam. Tuy nhiên, có một loại thư từ mà chàng phải giấu kín, còn kín hơn thư từ nghề nghiệp. Như mọi thanh niên lang bạt khác, Văn Bình đã liên lạc với một số cơ sở ái tình ở ngoại quốc. Sự liên lạc này rất cần thiết vì mỗi khi chàng đặt chân xuống một thủ đô lạ, chàng có thể tìm ngay thú vui đặc biệt, tìm ngay bạn gái thân thiết. Những ngày ở Sài Gòn, chàng có thể nhờ trung gian các cơ sở này để gửi mua một số dụng cụ mà không cửa hàng nào bày bán, ngay cả các nơi đặc biệt, hoặc bọn rao hàng lưu động ở hành lang Eden và dọc đại lộ Lê Lợi gần nhà hàng Kim Sơn mỗi chiều cuối tuần cũng không có. Văn Bình vừa bước qua cửa thì gặp người bồi phòng quen thuộc. Chàng không biết tên hắn và có lẽ hắn cũng không biết tên chàng. Chàng giao du với hắn trên phương diện thuần túy nghề nghiệp. Thỉnh thoảng tạt vào phòng, chàng không quên dúi vào tay hắn một sấp bạc 500. Ngược lại, hắn có bổn phận cất giữ thư từ riêng của chàng. Thấy Văn Bình, hắn nhoẻn miệng cười. Kìa ông đổi khác nhiều quá. Văn Bình sực nhớ ra là mình đã hóa trang. Nghệ thuật biến đổi diện mạo của chuyên viên mật vụ cũng không đánh lừa được gã bồi ít học. Tài nhận diện của hắn làm chàng chột dạ. Văn Bình nhún vai. Thì thay đổi để thiên hạ khỏi quấy rầy. Anh giỏi thật, tôi sửa như vậy mà anh còn nhận ra. Gã bồi nhe hai cái răng sún, giọng kiêu hãnh. Thật ra ông đã thay đổi nhiều, nhưng mắt ông, miệng ông vẫn còn nguyên vẹn. Cháu chỉ cần liếc qua là không thể nào làm được. Ông sợ cái cô mặc đồ jean trắng vòi vĩnh phải không? Cái cô mặc đồ jean trắng là ai? Văn Bình cũng chẳng nhớ nữa. Chàng cố moi óc, nhưng càng vận dụng trí nhớ thì lại càng quên bẵng. Đồng nghiệp trong sở thường coi chàng là người có bộ óc điện tử. Chỉ thị công tác đánh máy bằng một hàng chữ li ti hàng chục trang giấy, chàng chỉ đọc qua vài lần là thuộc lòng, nhiều khi không sai dấu chấm dấu phết. Nhưng trí nhớ của chàng lại kém sắc bén đối với đàn bà. Chàng quên tên họ mau chóng, không phải vì chàng muốn quên, mà vì đàn bà đã đi qua quá nhiều trong đời chàng, nhiều đến nỗi không thể nào đếm hết được. Chàng nhớ mang máng nửa năm trước có cùng đi với một cô gái mặc đồ jean trắng vào phòng khách sạn. Lần đầu nàng lấy tiền, chàng biếu nàng cả sấp tiền cuối cùng còn sót trong ví. Chàng không biết bao nhiêu, song đoán phỏng là gần 5.000. Lần sau, đụng nàng trong tiệm ăn quốc tế, nàng đeo cứng lấy chàng như quả tạ. Chàng phàn nàn đã hết tiền, không còn một xu. Và để nàng tin hơn, chàng rút ví ra cho nàng chiêm ngưỡng miệng ví rộng hoác và bề dày lép kẹp. Nhưng nàng xua tay. Không sao, em đâu có cần tiền. Chàng lắc đầu. Anh không thích ái tình bán chịu. Từ lâu anh vẫn là thằng đàn ông song phẳng. Thì nàng dẫu mỏ. Em đâu có bán, mà là biếu anh, biếu không cho anh. Văn Bình buột miệng thế à, rồi khoác tay nàng xuống cầu thang. Nàng ở với chàng đến gần sáng mới về. Sài Gòn có gần 1 triệu đàn bà. Không hiểu sao chàng lại gặp nàng lần nữa. Vừa thấy chàng, nàng mừng rú như trúng số cá cặp kiến thiết cặp ba. Giọng run run. Em bắt được anh rồi, anh phải đi với em. Văn Bình cáo bận thì nàng trợn mắt. Em không cho phép anh bận. Lần thứ nhất anh mua ái tình, lần thứ nhì thì em biếu anh, đúng với phương pháp quảng cáo thương mại. Mua một biếu một, lần này là lần thứ ba em đổi phương pháp.
anh phải bán ái tình cho em, như vậy là hoài. Vân Bình nói đùa, em mua bao nhiêu? Nàng trả lời, bao nhiêu cũng bằng lòng. Vân Bình say sưa suốt đêm ấy, như thường lệ, gần sáng nàng lặng lẽ xuống giường. Chàng hỏi tại sao thì nàng thở dài. Chồng em ghen kinh khủng. Em nghe nói sư tử cái Hà Đông ghen lắm, nhưng sư tử đực của em còn ghen kinh khủng gấp chục lần. Hắn sẽ ăn gỏi anh nếu biết em tặng tiểu với anh. Em đừng lo, anh đâu phải là con cá để hắn muốn ăn gỏi lúc nào cũng được. Nhiều người đã khổ vì hắn, mặc dầu em không yêu họ. Còn anh được em yêu chân thật. Thôi em về đây. Anh quên chưa hỏi em điều này, tại sao lần nào em cũng ra về vào lúc 5 giờ sáng? Vì em là nữ điện thoại viên, em thường làm ca đêm cho tới 6 giờ sáng. Em ở tận trường đua Phú Thọ nên phải về sớm. Đôi khi em làm nghề phụ, nhưng em lựa chọn rất kỹ càng. Từ ngày gặp anh, em bỏ nghề phụ rồi. Văn Bình không đáp, nghe nàng tâm sự, chàng lắc cả tóc gáy. Cô gái mặc jean trắng sẽ liều chết để bám lấy chàng. Vì vậy chàng cố tránh né những con đường nàng vẫn đi qua. Bẵng đi một tháng, Văn Bình bật tâm hơi người đẹp. Gọi là người đẹp không phải là quá đáng, vì từ khuôn mặt, làn da, tay chân, làn tóc, cái cổ, cái eo và bộ ngực, nhất là bộ ngực đồ sộ, mọng nước, thơm ngát, nàng có quyền thuộc vào hạng ưu của phái yếu. Nếu nàng giữ thi hoa hậu truyền hình thì sẽ đoạt vương miện. Đời chàng trở lại tươi thắm và rộn rịp như cũ, song chàng không ngờ người đẹp đã tới tìm chàng tại khách sạn. Trong thời gian đầu tiên, nàng ghé lữ quán mỗi ngày một lần, canh giặt bồi phòng dần dà một tuần hai lần, rồi nàng biến đâu mất. Mẫu tình vụn đối với cô gái mặc đồ jean trắng đã loãng nhạt trong trí Văn Bình. Đột nhiên tất cả sống lại, chàng bâng khuâng nghĩ tới cặp giò dài tròn lẵn bó kín trong quần jean, tạo ra ấn tượng là nàng khỏa thân. Gã bồi nhắc lại câu hỏi, có phải ông sợ cái cô mặc đồ jean trắng vòi vĩnh phải không? Văn Bình choàng tỉnh, ừ, phải. Gã bồi lính thoáng, tuần trước dường như còn thấy cô ta tới. Hôm ấy cháu đi Thủ Đức vắng, ông sửa mặt lại là đúng, cô ta mà tóm được ông thì nguy. Thưa ông có cả thảy 15 bức thư. Văn Bình hỏi, thư đâu? Gã bồi mở khóa tủ lấy ra một cái két nhỏ xíu, hắn kể công. Thư từ của ông cháu còn quý hơn tiền bạc nữa. Nghe lời ông dặn, cháu phải mua cái két này, mất soạn 4.000 đồng. Văn Bình cười. Được thôi, để tôi trả lại tiền cho anh. Văn Bình giật mình khi nhìn thấy hai lá thư đặc biệt. Loại phong bì này chỉ ở Đông Kinh mới có, và chỉ công ty ấy mới dùng. Nó lớn gấp rưỡi phong bì thường bằng chữ giấy riêng cứng như gỗ, nổi vần óng ánh. Bên ngoài không đề địa chỉ và danh tính người gửi, ngoại trừ ở góc trái phía trên có một chữ W nhỏ xíu bằng mực đỏ. Đó là thư riêng của câu lạc bộ Nguyện Ước Viễn Đông, tổ chức tìm kiếm và trao đổi ái tình đắc lực và hữu danh, trụ sở trung ương tại Đông Kinh. Văn Bình là hội viên câu lạc bộ. Hơn thế nữa, chàng là một trong những khách hàng sộp nhất. Hàng tháng, câu lạc bộ vẫn liên lạc thư từ với chàng. Văn Bình nhún vai xé phong bì ra đọc. Trong phong bì thứ nhất là một tờ truyền đơn quảng cáo bằng chữ nhỏ li ti, những dụng cụ phòng the tối tân mới được bày bán trên thị trường. Văn Bình mỉm cười, dụng cụ được giới thiệu là bút gián điệp. Dành trời quốc tế, rất khoái loại bút kỳ lạ này vì nó mở toang được mọi bí mật. Nó có thể nghe được tiếng nói rì rầm ở phòng bên, chụp được không thiếu chi tiết con cô gái khỏa thân trong phòng tắm, hoặc ghi vào phim nhựa những phút ái ân cuồng nhiệt trong đêm. Nguyên Hương thật bất công, nàng không nên ghen tuông cấm đoán, chàng nhận thư từ của câu lạc bộ ái tình mới đúng, vì nhờ các dụng cụ điện tử tân tiến này, chàng có thể cải tiến nghề nghiệp. Cái cười mỉm của Văn Bình vụt mở rộng và reo lên giòn giã. Chàng vừa nhớ lại một mẫu đối thoại lý thú với một cô con gái rượu ghen nhất thế giới của ông già Lâm Cầm trong trụ sở công ty điện tử. Hôm ấy, ông Hoàng đi vắng, chàng ngồi chờ trong văn phòng. Như thường lệ, Văn Bình ngồi gọn lõn trong cái ghế bàn vĩ đại lót da đỏ, khoan thai bóc bịch Salem mới và khui chai whisky mới. Whisky không như rượu đế, món nhắm hoàn toàn đổi khác. Đệ tử lưu linh đất Việt nhắm rượu đế với thịt thà, tệ ra cũng là đồ chua. Dân nhậu Tây Phương thì nhắm whisky với đậu phộng hoặc đồ chua riêng. Sòng nhắm với món ăn không phải là cách uống rượu của tao nhân mặc khách. Tao nhân mặc khách Tây Phương quan niệm rằng món nhắm bất hủ với whisky. Thứ whisky cất từ đời cha qua đời con trong hầm rượu Tô Cách Lan là đàn bà. Bên ly whisky mà có đàn bà thì tuyệt. Ngồi một mình trong gian phòng đầy ắp giấy tờ với chai whisky mới rót, Văn Bình bỗng thèm gia nhân hơn bao giờ hết. Chẳng có cảm tưởng như người đi tù chung thân, bị nhốt mấy chục năm trong phòng kín ngoài hải đảo, không được thấy bóng dáng, chứ đừng nói là thưởng thức nhựa sống của giống cái. Vì vậy, chàng mở tập hồ sơ riêng đặt trên bàn ra coi.
đó là hồ sơ về các tổ chức tư nhân cung cấp tiêu khiển đặc biệt cho nam nữ trên toàn thế giới. Dĩ nhiên, tập hồ sơ chứa đựng những bức ảnh giật gân nhất. Ông Hoàng theo dõi mật thiết các tổ chức này với mục đích thâm nhập và lợi dụng. Văn Bình ngây người trước một tấm ảnh thật lớn, ảnh được in trên giấy ni lông gấp lại nhỏ xíu như cuốn lịch bỏ túi, còn mở rộng ra thì trải ra khắp bàn. Đó là chân dung toàn thân của một người đàn bà khỏa thân. Lệ thường, hình ảnh đàn bà khỏa thân trong sách báo Tây Phương trừ sách báo ca tụng chủ nghĩa thiên nhiên đều tuân theo một số nguyên tắc tự chế nhất định, nghĩa là phải che đậy một phần. Đằng này người ta lại cố tình phô trương toàn diện. Bức ảnh màu, một loại màu riêng pha lân tinh làm gian phòng sáng rực. Văn Bình quáng mắt khi đọc thấy dòng chữ đỏ bên dưới. Bạn yêu nàng không? Nàng đẹp đấy nhỉ? Nàng cũng yêu bạn lắm. Nếu bạn yêu nàng, xin liên lạc với. Văn Bình chưa đọc hết địa chỉ thần tiên thì một tiếng kêu chát chúa giật chàng ra khỏi giấc ngủ si tình. Giấc 58. Tưởng ông tổng giám đốc, Văn Bình buông hình cô gái xuống bàn và đứng dậy. Nhưng không, người vừa ra lệnh cho chàng là Nguyên Hương. Nàng thường gọi chàng một cách thân mật pha lẫn âu yếm là Văn Bình. Chưa bao giờ nàng gọi trống trơn và giật họng là Giấc 58. Chàng chưa kịp chào hỏi thì Nguyên Hương đã đốt cháp. Chào đại tá, phiền đại tá kết dùng tấm hình vào trong hồ sơ. Thì ra cô ả lại ghen. Trong cơn ghen, nàng đẹp dỗi lên, má nàng hồng hồng như thoa phấn, môi cong cong, mắt tóe ra tia lửa tha thiết, khiến chàng muốn ôm cứng lấy ngoạm vào da thịt một miếng. Xong Nguyên Hương đã gỡ tay chàng ra, dáng điệu lạnh lùng và hằn học. Yêu cầu đại tá giữ thể diện, đây là văn phòng của tổng giám đốc. Dù sao, đại tá cũng là đại tá. Văn Bình cười giòn. Đại tá mà không là đại tá thì còn là gì nữa? Trong cơn tức giận, Nguyên Hương đã mất đi vẻ phát biểu lưu loát và khôn ngoan cố hữu. Ý nàng muốn nói Văn Bình là một đại tá nổi tiếng và còn là một quân nhân biệt phái đeo cấp hiệu cao cấp nên phải cư xử đàng hoàng không được bơm sơm. Bị Văn Bình trêu người, Nguyên Hương lại càng tức giận thêm. Và khi càng tức giận thì nàng càng đẹp. Dường như sự tức giận đã dồn hết vào tinh túy nhiệm màu của nhan sắc lên đôi mắt ngày thường trong veo và sâu không đáy của nàng. Kẻ khác tức giận thì đôi mắt đỏ ngầu màu máu. Khi nàng tức giận, mắt cũng tóe lửa, nhưng là một thứ lửa kỳ lạ, thứ lửa làm đàn ông cường tráng đa tình phải bùn rũn tay chân. Văn Bình buột miệng, em đẹp ghê. Nguyên Hương sự mặt. Không dám, em còn thua cô gái trong hình một vực một trời. Như thường lệ, chàng nắm cánh tay trắng trẻo và tròn trĩnh của nàng. Trong quá khứ, mỗi khi được chàng vuốt ve, nàng đều quên tức giận và ngoan ngoãn ngả đầu vào ngực chàng. Mắt lim dim, cánh mũi phập phồng, chờ một nụ hôn say đắm. Nhưng lần này Nguyên Hương gạt chàng ra, giọng chua như giấm thanh. Cảm ơn đại tá. Yêu cầu đại tá dùng chiến thuật mơn trớn này với người khác. Thiên hạ đã nói nhiều về bệnh hào ngọt độc nhất vô nhị của đại tá. Đã đến lúc sở phải cấm đoán. Tôi được tin là đại tá có liên lạc thư từ với một số công ty môi giới ái tình Tây Phương. Bắt đầu từ ngày hôm nay đại tá nên chừa đi. Văn Bình đứng nghiêm, đưa bàn tay lên trán chào theo kiểu quân cách. Tuân lệnh. Mặt Nguyên Hương đã bớt giận. Nàng không còn dùng tiếng tôi xa lạ như trước nữa. Giọng nàng đầm hẳn. Em đau khổ vì anh rất nhiều, anh biết không? Em muốn làm ngơ cho anh mà làm ngơ không được. Nhân viên của sở gửi về trung ương hàng trăm báo cáo về anh. Ông Hoàng ra lệnh cho em theo dõi anh sát nút và tìm mọi cách cắt đứt mối liên lạc của anh với bọn Marco quốc tế. Trời ơi, anh đâu có liên lạc với bọn Marco. Những công ty kết bạn Tây Phương chỉ là xào huyệt của Marco không hơn không kém. Từ ít lâu nay, ông Hoàng không tin anh đầy đủ bản lãnh như xưa. Ông cho rằng sớm muộn anh sẽ bị sa ngã, địch sẽ dùng mỹ nhân kế để loại bỏ anh. Thế à, em có dám đánh cuộc với anh không? Nguyên Hương nghiêm giọng. Không, cũng như ông tổng giám đốc, em không còn tin ở tài ba chống lại cám dỗ của anh. Và lại, nếu anh chưa hết tài ba, em cũng không dạ gì tin tưởng một cách liều lĩnh. Em cần bảo vệ anh vì hai lý do. Thứ nhất, anh là một phần của đời em. Thứ hai, anh là một phần đời của sở. Văn Bình giả vờ nhăn nhó. Thú thật với em là hồi trước anh có thư từ với họ, nhưng trên thực tế thì cũng chưa đi đến đâu. Vì vậy anh không hiểu nổi danh từ ma cô nặng như bố tạ mà em vừa dùng. Dạo này anh đã đoạn tuyệt với họ rồi. Nguyên Hương cười nửa miệng. Em hy vọng là anh không nói dối. Nhưng làm nghề như em, hy vọng suông chưa đủ. Cần phải có bằng chứng cụ thể mới được quyền hy vọng. Bằng chứng cụ thể là anh chưa hoàn toàn đoạn tuyệt với họ. Tuần trước, một công ty ma cô bên Mỹ vừa gửi hình đặc biệt và dụng cụ đặc biệt qua bưu điện cho anh. Anh giấu em sao được? Nhân viên kiểm duyệt ở bưu điện là người của em. Anh đã khôn ngoan lấy thùng thư lưu trữ và đề tên giả, không phải Hoàng Lương như thường lệ mà là Vũ Kha, nha sĩ. Anh chàng bác sĩ răng Vũ Kha ở Chợ Lớn đã cho anh mượn tên.
Văn Bình cứng họng, không còn bào chữa được nữa. Phải, tuần trước họ đã vừa gửi đến một số hình ảnh và dụng cụ cho chàng, và chàng đã mượn tên nha sĩ Vũ Kha để lấy thùng thơ lưu trữ ở bưu điện. Nguyễn Hương nói tiếp, nếu em là người thâm hiểm, em đã làm ăn điều đứng hàng năm một cách dễ dàng như trở bàn tay. Theo luật lệ hiện hành, không ai được dùng bưu chính để gửi tài liệu và dụng cụ ái tình phi pháp. Em có thể lập biên bản đưa anh ra tòa, đúng hơn là đưa Vũ Kha ra tòa, và Vũ Kha sẽ khai tên anh, và anh sẽ chôn vùi tên tuổi. Nhưng em không làm vì em yêu anh. Tuy nhiên, nếu anh phản bội em sẽ không tha. Em nói cho anh biết, em đã trình lên ông Hoàng, và ông Hoàng đã ra lệnh cho ban pháp chế tiến hành thủ tục lập hồ sơ. Hiện hồ sơ đang nằm trong ngăn kéo phòng em. Em chỉ cần phất ống tay áo là đại tá Văn Bình, điệp viên vĩ đại Z 28, được năm châu thán phục và kính nể, sẽ bị vùi xuống bùn đen. Văn Bình đành xuống nước. Thôi, anh xin lỗi em, anh sẽ không lăng nhăng nữa. Cuộc so gươm giữa Văn Bình với Nguyên Hương kéo dài đúng nửa giờ đồng hồ, chung quy cũng chỉ vì chàng thèm liếc tấm hình khỏa thân trên bàn ông tổng giám đốc. Văn Bình không dám mượn thùng thư bưu điện nữa, chàng đã nghĩ ra một mưu kế khác, đó là thuê phòng riêng và thuê bồi riêng để làm hộp thơ quốc tế. Khi xé phong bì thứ hai, Văn Bình giật mình, nội dung của bức thư là một trái siêu bom. Lời lẽ của bức thư như sau: Đông Kinh, ngày tháng năm. Thưa quý hội viên, câu lạc bộ Nguyện ước Đông Kinh, phụ trách khu vực Viễn Đông, trân trọng thông báo cho quý hội viên biết rằng chúng tôi đang cố gắng thiết lập một chi cuộc tại Sài Gòn. Như thường lệ, chi cuộc này sẽ cung cấp cho quý hội viên nhiều sáng kiến và phát minh mới lạ. Chúng tôi đã phái một đại diện qua Sài Gòn. Đại diện này hiện ngụ tại Đại Lữ quán Caravel. Nếu quý hội viên cần điều gì, xin liên lạc trực tiếp với phái viên của chúng tôi. Trân trọng, Giám đốc câu lạc bộ Nguyện ước Đông Kinh. Văn Bình reo lên một tiếng khoái cảm. Đã từ lâu, chàng hằng mơ ước sự có mặt của các công ty môi giới quốc tế tại Sài Gòn. Chàng sẽ có dịp thưởng thức hoa lạ phương xa, và toàn là hoa lạ quý giá mà không cần phải lấy vé phi cơ để đi ra ngoại quốc. Chàng mân mê trong tay miếng giấy cứng nhỏ xíu được dính vào bức thư. Miếng danh thiếp này hình vuông, chỉ nhỏ bằng nửa cái quẹt máy Ronson, với dòng chữ màu vàng như sau: Lý Minh, thành thật cảm ơn quý hội viên. Lý Minh, cái tên êm ái này chứng tỏ phái viên câu lạc bộ là người Trung Hoa. Đàn ông hay đàn bà, Văn Bình tin chắc là đàn bà. Vì trong công cuộc mối lái đặc biệt này, người ta thường dùng phụ nữ, và nhất định phải là phụ nữ đẹp. Văn Bình liếm mép như tiếc giọt whisky cuối cùng chưa tan hết, rồi bước vội ra đường. Sài Gòn đông đúc, Sài Gòn thanh lịch, Sài Gòn ham sống hơn bao giờ hết. Những cặp trai gái phục sức sặc sỡ, trai tóc dài, quần bó ống, áo da đen láng, giày nhọn hoắt như mũi dao, gái thì tóc ngắn, quần ống chân voi, áo thun ôm cứng lấy ngực, đeo kính mát, lượn lên lượn xuống như đèn cù trước mặt Văn Bình. Trong phút chốc, chàng quên hết ưu tư chồng chất, chàng cũng quên hết nhiệm vụ khẩn trương đang chờ đợi, chàng không còn nhớ Z 28, Văn Bình là đại tá ngực đầy huy chương quốc tế và là điệp viên khét tiếng trên Hoàn Vũ. Chàng trở lại thời thanh xuân vô tư lự, lang thang trên hè phố, săn đuổi bươm bướm tình ái. Ngẫu nhiên, chàng rảo chân tới trước lữ quán Caravel. Lâu lắm chàng chưa có dịp vào thăm tòa nhà 9 tầng rộng mênh mông này. Cũng đã lâu lắm, chàng chưa có dịp mỉm cười với cô gái duyên dáng phụ trách tổng đài điện thoại. Người trà cao lớn trịnh trọng lách sang bên xô cửa cho chàng vào. Không khí mát rượi tràn ngập buồng phổi. Lẽ ra Văn Bình phải cảm thấy khoan khoái, nhưng chàng lại nghẹt thở. Nghẹt thở không phải vì khí hậu buốt lạnh, nghẹt thở không phải vì trời nóng như thiêu đốt. Văn Bình nghẹt thở vì hương thơm da thịt đàn bà. Người đàn bà muôn thuở đã đứng sẵn trong phòng khách. Chàng vừa ló mặt vào thì nàng ngồi xuống. Nàng mặc váy mini nên nửa người phía dưới được triển lãm một cách vô cùng táo bạo. Chàng cũng không kịp quan sát nàng mặc xiêm áo màu gì, mặc theo thời trang nào, mặt nàng ra sao. Chàng chỉ nghĩ đến cặp giò thuôn tròn và dài. Chàng đã chiêm ngưỡng hàng ngàn hàng vạn cặp giò. Những cặp giò trong dĩ vãng tuy không tầm thường, nhưng nếu đem so sánh với cặp giò hiện tại của người đàn bà muôn thuở này, thì tất cả chỉ là con số 0 to tướng và rỗng tuếch. Đầu gối của nàng tròn trịa và nhỏ nhắn, không có một vết nhăn. Mắt cá chân khoe sắc hồng hồng dưới đôi cổ chân vừa trét tay, chứng tỏ nàng là người đẹp thượng lưu. Văn Bình có thói quen đánh giá nhan sắc phụ nữ bằng cách đo cổ chân và nhìn mắt cá chân. Cổ chân vừa gọn trét tay là phụ nữ đẹp, mắt cá chân hồng hồng là phụ nữ đẹp. Theo kinh nghiệm, chàng biết đàn bà Tây Phương có cổ chân khổng lồ và mắt cá chân siêu vẹo. Phần đông đàn bà Viễn Đông cũng vậy. Tỷ lệ đàn bà tuyệt hảo chỉ độ 1 phần triệu. Đầu gối, mắt cá chân, cổ chân của gia nhân đã tuyệt hảo.
khuôn mặt và thân thể nàng còn tuyệt hơn một bậc. Chấm điểm diện mạo, chàng bắt buộc phải cho 8 trên 10. Nếu là thiên vị, vô tư, phải cho đủ 10 điểm, hoặc còn phải cho trên cả 10 nữa. Bộ ngực của nàng như được bao bọc bằng từ thạch. Trong đại chiến thứ hai, hoạt động gián điệp tại Âu Châu, Văn Bình thường dùng hộp sắt gắn nam châm để chứa tài liệu hoặc chất nổ phá hoại. Khi cần cất giấu, chỉ mất 1 phút đồng hồ ngắn ngủi, hộp từ thạch sẽ đeo cứng lấy mọi vật kim khí. Đồi nhũ hoa của gia nhân phải được coi là cái mỏ từ thạch thu hút đàn ông. Thấy nàng, ai cũng phải dán mắt vào. Văn Bình khựng người, cổ họng khô rát. Nàng quay lại nhìn chàng, hốt hoảng chàng cúi đầu chào. Thường lệ, chàng nổi tiếng là can đảm và lì lợm. Can đảm với đối phương, can đảm với thần chết. Không sự đe dọa nào, không mối hiểm nguy nào làm chàng mất tinh thần. Lì lợm với đàn bà, nhất là đàn bà đẹp. Nhưng đối diện với gia nhân này, Văn Bình tiêu tan hết can đảm và tính lì lợm cố hữu. Chàng đã biến thành cậu học trò nhút nhát, bị ông giáo đột ngột kêu lên bảng tra bài, đặc biệt là bài chưa học thuộc. Chàng muốn nói một vài tiếng, song miệng lại lúng búng. Phương ngôn có câu, lúng búng như ngậm hột thị. Vào hoàn cảnh này, chàng mới thấy người xưa nói đúng. Chàng có cảm giác như có một hột tròn tròn mắc cứng trong cuống họng, da mặt chuyển sang màu xanh rồi thành đỏ ửng, tay chân bùn rủn như bị ai đánh atemi vào gáy. Cúi đầu chào, chàng tin chắc nàng sẽ chào lại. Từ bao năm nay, chưa người đàn bà nào trên thế giới có đủ bản lãnh phớt tỉnh trước cử chỉ mơn trớn, cách sơn đá ngưu kỳ diệu của chàng. Song người đẹp vẫn phẳng lặng như mặt hồ thu. Tuy nàng nhìn chàng, luồng nhẫn tuyến mầu nhiệm của nàng lại hướng đi đâu? Dường như chàng chỉ là cái bóng nên nàng không nhìn thấy, hoặc nàng miệt thị chàng, hoặc cố tình không đếm xỉa đến chàng. Ruột gan Văn Bình sôi lên sùng sục. Lần đầu tiên trong đời chàng bị hạ nhục. Nếu gia nhân là đàn ông, chàng đã sấn lại, biểu diễn một đường quyền siêu việt cho hắn méo miệng và lác mắt. Ác hại thay, kẻ hạ gục chàng lại là đàn bà chân yếu tay mềm. Khi ấy, Văn Bình có ấn tượng là mọi cặp mắt trong phòng khách của đại lữ quán Caravel đang đổ vào đầu chàng. Chàng quyết rửa thù bằng cách sẽ ôm lưng người đẹp, dìu qua hành lang cho toàn thể nhân viên khách sạn chứng kiến. Chưa hết, chàng sẽ bắt người đẹp hôn môi chàng ngay trước thang máy, cho khắp Sài Gòn thượng lưu thèm nhỏ nước miếng. Giày nhân uốn éo trên đôi giày mũi nhọn đế bằng ni lông trắng sửa soạn ra đường. Giây phút long trọng ấy, Văn Bình mới phục hồi được lương tri để quan sát nàng từ đầu xuống gót chân. Cái xiêm tí hon của nàng khác hẳn loại mini jeep thời trang. Thật ra nó còn nhỏ hơn mini jeep một bậc và chật hơn quần jean thời trang một bậc. Xiêm của nàng màu trắng như giày, áo nàng cũng màu trắng, một màu trắng thanh khiết, dịu dàng và mời mọc. Trong đời, Văn Bình không ưa màu trắng. Nhưng chàng đã say mê màu trắng sau ngày gặp Katie, nữ nhân viên của CIA. Katie mặc toàn đồ trắng, màu trắng y hệt màu trắng của gia nhân trong khách sạn. Katie đã trở thành tình nhân gắn bó của chàng. Còn gia nhân này, Văn Bình chưa chịu thua ai. Dù chiến thắng khó khăn đến đâu, chàng cũng quyết phải chiến thắng. Chàng quyết chinh phục cho được người đàn bà muôn thuở. Và nàng đã ra đường. Người cha cao lớn đã thót sang bên như sợ màu đen của làn da hoen ố màu trắng siêu phàm của gia nhân. Dường như xe cộ đang chạy trên đường tự do và vòng quanh công trường quốc hội đều tắc thở và ngừng lại. Người cảnh sát chỉ đường, xế lữ quán Caravel dường như cũng nghỉ phục vụ an ninh công lộ trong một phút. Gia nhân trèo lên một chiếc xe hơi màu trắng vừa đậu xịt bên lề. Mắt Văn Bình hoa lên, chàng tức ứa máu miệng vì gia nhân không ngồi một mình. Tài xế là một gã đàn ông ngoại quốc, đẹp trai như tài tử cine thượng thặng. Hắn khoe bộ râu mép gọt tỉa chu đáo và chiếc cà vạt trắng trên sơ mi trắng. Và bộ vét tông cũng màu trắng. Tất cả trong xe đều trắng. Gia nhân ngả lưng bên cạnh tài xế. Trong chớp mắt, chiếc xe sang trọng biến vào đại lộ Lê Lợi. Văn Bình đứng lặng một lúc. Chàng không quan tâm đến những thân hình không kém nảy lửa đang lùi tới như đèn kéo quân trong hành lang khách sạn thơm tho. Tâm trí của chàng đã bị hình bóng yêu kiều và mãnh liệt của người đàn bà muôn thuở bít kín. Chàng bật lửa hút thuốc. Hơi xà lem quen thuộc giúp chàng khôi phục bình tĩnh. Chàng gật đầu chào nhân viên tiếp tân và bằng giọng nhã nhặn thường lệ hỏi số phòng của Lê Minh. Nhân viên tiếp tân là một thanh niên khả ái, mặc vest tông đồng phục xám, lộ vẻ sững sốt. Lê Minh ư? Vâng, bà ta ngủ ở đây. Tiếc quá bà ấy vừa ra xe xong. Trên phòng bà có thư ký riêng, ông có thể tiếp xúc để lấy giờ hẹn. Nhân viên tiếp tân không nói gì thêm nữa. Truyền thống của các lữ quán trên thế giới là nhân viên tiếp tân giữ thái độ nghiêm chỉnh, kín đáo và luôn hà tiết lời nói. Nhất là không dính dấp vào đời tư của khách trọ. Văn Bình cũng không cần hỏi gì thêm. Chàng vốn thích tự lực tìm ra bí mật. Cho dù là bí mật nguy hiểm đến tính mạng hay là bí mật sâu thẳm của người đàn bà đẹp. Chàng khoan thai trèo cầu thang lên lầu.
Không hiểu sao cơ thể chàng bỗng dồi dào sinh lực. Chàng cần vận động tay chân cho khỏi ngứa ngáy và mỏi mệt. Trong chớp mắt chàng đã lên tới lầu 5. Càng trèo cao gân cốt của chàng càng gia tăng dẻo dai. Nếu cần, chàng có thể trèo một mặt lên sân thượng của tòa nhà chọc trời mấy chục tầng Empire State Building ở bên Hoa Kỳ. Phòng Lee Minh không khác mọi phòng là bao. Trừ bên ngoài có một cánh danh thiếp nhỏ xíu bằng hai ngón tay dán vào cửa. Bên trên in hai chữ cũng nhỏ xíu màu đỏ cánh sen. Lee Minh, Đông Kinh. Văn Bình bấm chuông. Bên trong có tiếng phụ nữ bằng Anh ngữ. Xin mời vào. Phòng Lee Minh không phải là phòng đơn thông thường mà là phòng kép loại đặc biệt, gồm nhiều phòng thông nhau. Nghĩa là sang trọng nhất lữ quán, duy chỉ có những hãng thông tấn và truyền hình quốc tế là mới thuê được. Phòng ngoài được ngăn đôi bằng tấm bình phong plastic, phía sau là bàn thư ký, phía trước là salon dành cho khách. Câu lạc bộ Nguyện Ước là tổ chức mối lái hoa nguyệt khét tiếng trên hoàn vũ. Trong hồ sơ câu lạc bộ có hàng vạn đầu dây liên lạc sẵn sàng mua vui cho người bạn một đêm, một tuần, một tháng hoặc ngay cả một năm và trao đổi vợ chồng. Tóm lại, câu lạc bộ không phải là một công ty làm ăn đứng đắn. Công ty chỉ chuyên phục vụ những đòi hỏi xác thịt của con người văn minh. Tuy vậy, đặt chân vào phòng tiếp khách của công ty, Văn Bình không tìm ra được một vết tích nào của hoạt động môi giới tình ái. Thậm chí người lạ có thể đinh ninh đây là một trong nhiều văn phòng đại diện thương mại, doanh nghiệp quốc tế ở Sài Gòn. Vì trên bàn salon, Văn Bình chỉ thấy một đống tạp chí đứng đắn. Chàng nhìn ngang, ngó ngửa, không khám phá ra được một bức hình khỏa thân nhỏ bé nào. Thật ra, trên tường đối diện với tấm bình phong, trong tầm mắt của khách cũng có một bức tranh, nhưng đó lại là một bức tranh đạo mạo vào hạng nhất nhì trên thế giới cổ họa. Văn Bình suýt bật cười thì cô thư ký đã đòn đà chào. Hân hạnh, xin mời ông ngồi, thưa tôi được vinh dự tiếp kiến ai ạ? Văn Bình chào lại. Không dám chào cô, tôi muốn gặp bà Lee Minh. Cô thư ký trạc 26-27, cái tuổi chín chắn của nữ giới, cái tuổi căng phòng sinh lực cũng như kinh nghiệm tình ái. Chỉ trong thoáng qua, Văn Bình biết nàng đã có chồng và có lẽ đã có con. Gái một con trông mòn con mắt, vì vậy trông nàng đẹp trên mức trung bình. Vẻ đẹp của nàng không sỗ sàng vì dù sao nàng là người Việt hoặc lai Tàu, song nét hiền dịu của nàng cũng không cổ kính mà là phô trương toàn diện. Bộ ngực tròn trịa, ít nhất là 90 phần, nghĩa là đủ sức đánh bại vòng ngực lớn nhất của ứng viên hoa hậu truyền hình. Tuy nhiên, nó không gây ra sự thèm khát bẩn thỉu trong lòng đàn ông. Nhan sắc của nàng phảng phất hương hoa dịu dịu, nhẹ nhẹ như tiếng đàn dương cầm ban mai dập dờn trên gió mát, êm êm như tấm thảm ba tư. Nằm bên trên thì người gãy xương sống cũng không biết đau đớn nữa. Nghe lần thứ hai, Văn Bình đoán chắc là nàng lai Tàu vì giọng nói chưa được hoàn toàn thanh thoát. Thưa ông muốn gặp bà Lee Minh. Vâng, đây là văn phòng của bà và tôi là thư ký riêng. Chẳng hay ông cần gặp bà Lee Minh có chuyện gì? Nếu có ai chứng kiến cuộc đối thoại, họ sẽ tưởng nàng là thư ký chân chỉ hạt bột của một ông giám đốc công ty gia khang. Và nàng cũng là gái già vì giọng nàng, mặt nàng và cử chỉ luôn luôn tiêu biểu cho sự nghiêm chỉnh gương mẫu. Văn Bình đáp, tôi là hậu viên của câu lạc bộ. Thưa câu lạc bộ gì ạ? Câu lạc bộ Nguyện Ước. Văn Bình lại bé cái lầm phen nữa. Chàng phỏng đoán là cô gái đóng kịch trang nghiêm sẽ khựng người một giây, hai má đỏ hay hay. Song nàng vẫn tỉnh khô. Ồ, ông là hội viên của câu lạc bộ Nguyện Ước. Xin ông tha lỗi cho sự đường đột này vì câu lạc bộ chưa tiện hoạt động công khai. Các hội viên phải xuất trình giấy tờ chứng minh. Văn Bình mỉm cười rút ví lấy ra một tấm thẻ bọc nhựa. Thẻ này chỉ nhỏ bằng bề mặt cái quẹt máy Ronson chạy xăng. Bên trên có ghi số hiệu, tên và dán hình đương sự. Cô thư ký xin lỗi lần nữa cầm tấm thẻ mang lại bàn mở đèn lên coi rồi nói. Vâng, em xin nghe, ông cần gì? Lần đầu nàng xưng em với chàng, nàng đã bắt đầu bớt đóng kịch. Tuy nhiên sự thân mật vẫn còn đượm đôi chút giả tạo và miễn cưỡng. Văn Bình nói. Tôi muốn gặp bà Lee Minh càng sớm càng hay vì chi cuộc Đông Kinh đã viết thư riêng cho tôi. Thưa chi cuộc Đông Kinh cũng đã thông báo cho em không rõ địa chỉ thường trực của ông ở đâu nên không thể tiếp xúc được. Bởi vậy chi cuộc Đông Kinh gửi thư đến lữ quán Continental và hỏi em xem đã gặp ông chưa thì em vẫn chưa thể trả lời được. Bây giờ thì cô có thể trả lời. Ông hay nói đùa ghê, sở dĩ em lo lắng vì chi cuộc không thể để hội viên nào mất lòng. Phương chi ông lại là hội viên sòng phẳng và chi tiêu rộng rãi. Có vẻ cô biết quá nhiều về tôi. Thưa ông, mỗi hội viên đều có một hồ sơ riêng. Em có bổn phận nghiên cứu hồ sơ để đáp ứng sở thích của ông. Lần này, đích thân qua Sài Gòn, bà Lee Minh có thể làm ông vừa lòng. Để bù lại lần trước, ông tới Đông Kinh mà chi cuộc chúng tôi tìm mãi không ra người bạn nào hợp ý với ông. Xin cảm ơn cô. Thưa chi cuộc vừa có một số dụng cụ đặc biệt. Nếu ông cần, em xin đưa catalog để ông nghiên cứu. Văn Bình xua tay. Thôi khỏi, cảm ơn cô.
Dầu chưa có ai giới thiệu, chàng đã biết người đàn bà muôn thuở mặc váy mini dưới nhà và đã trèo lên xe hơi với gã đàn ông hào hoa ban nãy, chính là Lý Minh.